Để bà có cắt không? Đó. Đó. Cắt đi. Xanh nhá, xanh cắt đi không mai nó mưa thì chết. Cắt đi là đang lắng nó còn phơi tốt để chưa? Đó. Muốn bao nhiêu thì bao. Hả? Mẹ được bằng nào được. Không ấy mà nhà ông gặt sang nhà tôi khối lúa rồi đấy. Cái hỏi bảo ông thắng gì? Ông thắng. Ừ, bảo ông thắng, hay bảo ông gặt sang đi như thế rồi đấy. Được bao nhiêu bao nhỉ? Đây này. Cái gì? Ai giữ nước rồi? Đây, chín rồi. Ấy, gì đó, anh phải đắp Nguyễn. Bảo ông thắng. Bảo ông thắng đền bù nhá. Ờ. Ông thắng đền bù nhá. Đây, ông có cái để to. Gặp cái nhà ông, gặp cái ai. Ông thắng gì? Thắng rồi. Đang bảo là ra ông phải đền bù tôi lúa thì ông bảo là họ thắng, tôi bảo họ thắng thì gặp cái nhà ông, gặp cái ai. Cứ bảo ông thắng ông đền bù cho. Đây là một thằng mấy đấy. Đúng chưa? À, được bao nhiêu bao nhỉ? 1 đôi, 2 đôi, 3 Không có đẹp. Không có đẹp à? Bởi vì nó không có gió chú ạ, nó gió từ hôm vô, gió này là nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bao. Núa nó hay, thật sự là ngon. Ông Nguyên ơi, ông về đi cho con làm bệt thắm. Bà sao hôm nay thằng bà không bê, bây giờ bà đủ ừ, thật, cái lãi giờ không bê. Bê sơn này, bê cho bà đó. Sơn được cái gì nào đi đã chứ. Là trả bê đi, đấy là bê hộ tôi bê hộ cho bà. Tám bào của béo gì? Mấy bào? Tám bào kìa. Lúa tốt thật đấy. Nhanh nhanh cho máy con lên nhá. Xem còn tí nào ở trong thùng không nhỉ? Nhỉ? Nhỉ cái nồn nhỉ? Nhỉ? Chúa ơi, quay. Quay mày đăng thấy, YouTube chứ này. Quay thấy cái chữ A chưa? Hả? Quay thấy chưa? Chứ A chẳng có, cứ quay không à. Rớ được cứt gì mà cười mẹ. Này nó ra tiền này ông kêu.